Đây là trong tiệm đây. Tiệm lớn dễ sợ đó nha. Không bao giờ đầy người đâu. Hồi nãy quay từ nãy Tú Anh lại lộn chiều rồi. Anh đứng ra rồi lộn chiều rồi nó lại. Hả? Ờ, đáng là cái này nó nằm bên đây nè, nãy quay nằm đây lộn chiều rồi nó rồi lại từ đầu. Thì quay cũng được, khó lắm giờ nó. Đúng rồi, đúng rồi. Thì đúng rồi, bây giờ mới đúng nè, hồi nãy đó, hồi nãy từ nãy. Giờ bắt thì gặp lại. À bắt rồi, bây giờ anh và Siri lại đây rồi. Hôm nay là anh và Siri của nhiều người rồi. Ok, nhưng và mà thật ra đó xin kính chào công viên hai họ. Ok. Hai họ nhà chứ. Hôm nay là tổng gì? Tổng party của tổng sinh nhật của mọi người. Thứ nhất là tại Gia Loan. Thứ nhì là Bô Lão Hùng và một người tiểu thơ xinh đẹp là Nga bên Texas. Và cuối cùng là quan trọng nhất là anniversary. Hai người vợ chồng son và 35 năm. 35 năm rồi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được đãi một buổi tiệc là bò bảy món. Bảy món. Con viên hai họ. Cả ngàn quan viên hai họ đến dự buổi tiệc hôm nay chiếu quyền nhà hàng. Và cuối cùng là chiếc bánh của đại Loan gia đem tới, chiếc bánh có tên là Horn of the Loom. Tất cả mọi người like. Đã tìm, đã chim, đã tìm. Lâu năm trong nghề đó rồi, bây giờ bữa nay Hùng thiếu sót rất nhiều ha, thiếu 7 món lần. Chứ cho cô xin nước sôi đi con. Trà dữ quá rồi, cho cô bình nước sôi. Đến cái phiêu lắp đó ra, đưa cái bình phiêu lắp ra. Nói rồi bữa làm cũng kêu cái just kidding, đâu có cọc lan gì đâu, cái ông nói nè cho cái thuốc về sức cho nó mờ đi. chưa xài, từ vì quá thích cái trái tim quá, để vậy. Bác sĩ cũng có một cái chuyện đó, kỳ bị bà này làm cho một cú cái hồn. Ủa sao vậy? Cái hồn mà hát của tôi anh hát với là công ty ở trong cái chỗ biệt báo đó. Mình đã sẵn chỗ. Ông ấy vợ hát là hạng thứ hai rồi, ông thì mình ở dưới. Cái là mình chưa có biết. Hôm nay là sinh nhật của chị Loan, của Hùng và của Kiều Nga. Ba cái sinh nhật ngày 24, 25 và 26. Thì chị đi ăn tiệc, có đem về cháo cho mẹ. Bây giờ gần là 8 giờ rồi, cháo cho mẹ ăn miếng cho vui mà. Hồi nãy mình nói mấy đứa nó để lát tối nay mình cho mẹ ăn cháo. Đó, bây giờ có cháo cho ăn nè. Mẹ ăn cháo. Cháu có tìm thiên ân. Được. Cháu mềm lắm, chị không sao hết trơn. Sinh nhật mấy người. Và anniversary của Tú Anh luôn, 35 năm. 35 năm trước là bên với Tú Anh, rồi tất cả mẹ là ngủ ở Hilton, ở Disneyland đó mà. Sang không? Chơi Hilton mà. Disneyland, ngủ ở Hilton. Bữa đó Tú Anh nó ra. Tháng 12, 25 tay nó ra tắm xong nó xỉu luôn. Ra hồ bơi đó, lạnh quá chịu không nổi, xỉu luôn. Xỉu ngày 25, 26 tay ở Disneyland. 35 năm rồi. Cũng lâu chứ ha, 35 năm lâu chắc rồi. Thôi rồi, đó, sinh nhật của mấy người đó. Mẹ được miếng cháo. Đây, ăn không hết rồi, ăn chút xíu thôi, rồi. Gracias.
Bài này hả? Ờ, cái bài này nè. Không còn không còn nọ đâu phải đâu. Ờ, xà lách nhiều lúc trộn. Trời ơi, kinh khủng chưa? Dễ sợ luôn á. Cái này là food ever bloom. Food ever bloom. Food ever bloom. Cái này là food ever bloom. Em khỏe chưa? Anh Vinh. Chị có anh Vinh diễn không anh hiểu. À, đúng rồi. Cái gì? Chị ông này vô duyên. Ừ, đúng rồi. Bây giờ sắp tầm một. Một cái rồi, sợ chứ, sợ không cho quay, không cho quay thôi chứ. Đó, tôi là rất là tự nhiên không mẹ. Hôm nay xin giới thiệu, xin kính chào quan viên hai họ. Sao, sao 35 năm phải không? Ngày hôm nay là thứ nhất, ăn mừng là 3-4 tiền luôn. Sinh nhật bố lão hùng. Rồi, ông Tông Hùng, Tông Tông Hùng. Rồi, sinh nhật đại gia Loan. Rồi, tiểu thơ Nga bên Texas. À, rồi và cuối cùng là quan trọng có đồng chồng là anniversary của cặp vợ chồng Newlywed. Anniversary 35 năm mà Newlywed. Hai người tuổi càng ngày càng gần nhau, càng già thì tuổi càng ngày càng gần đúng không? Ngày trước là 70-35, bây giờ mà lên 300 độ thì là 70-80-50 đó, tuổi nó càng nhỏ lên kìa. Rồi và đây cuối cùng là cái bánh Fruit of the Loom. Đừng có cười. Trời ơi, cười. Covid thì vô sao? Nhỏ theo hả? Dạ không, nó có. Mấy cái gì này có bạch ở chỗ quen. Cái này tôi biết, cái bạch này là cốt.